Trước khi video này bắt đầu thì mình xin phép được đính chính là không phải là ngừng bật kiếm tiền trên các nội dung trẻ em, không phải là ngừng quảng cáo, mà là ngừng các loại quảng cáo cá nhân hóa. Hai cái thuật ngữ này nó khác nhau như thế nào? Mời các bạn cùng xem video. Nếu bạn làm nội dung về trẻ em trong mấy ngày vừa qua, bạn đã nhận được thông báo của YouTube ở trong email của mình, hoặc cũng có thể là bạn đọc ở trên YouTube Official Blog, trong 4 tháng tới YouTube sẽ có những thay đổi rất lớn liên quan đến nội dung hướng tới trẻ em. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận cụ thể những thay đổi này là gì, nguyên nhân tại sao và cách xử lý của chúng ta, của YouTuber chúng ta đối với tình hình mới. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi Henry Phan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Cái email của YouTube viết cho chúng ta nó rất là dài, hoặc là cái bài viết ở trên blog của nó cũng thế, nó rất là dài dòng, nó nhiều, mang nhiều tính gọi là PR, quảng bá cho YouTube là chính. Mà những cái thay đổi thì người ta thực ra chỉ có vài dòng thôi. Thay đổi của nó là như này: trong 4 tháng tới, tức là khoảng đầu năm 2020 đấy, YouTube sẽ ngừng phân phối các loại quảng cáo cá nhân hóa trên các nội dung trẻ em. Tại sao lại phải ngừng phân phối các loại quảng cáo này? Cái câu chuyện nó bắt nguồn từ trong một video lần trước mình đã có nói với các bạn là xung quanh YouTube đang có rất là nhiều đồn đoán rằng YouTube sẽ chuyển tất cả các nội dung trẻ em sang nền tảng YouTube Kids. Nguyên nhân của những tin đồn đó là xuất phát từ việc Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ bắt đầu điều tra YouTube về hành vi sử dụng những dữ liệu liên quan đến người dùng là trẻ em. Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết là YouTube bắt buộc phải xem tất cả các dữ liệu trên nội dung trẻ em đấy là dữ liệu thuộc về trẻ em, và không được nhắm những cái quảng cáo mà cá nhân hóa lên đấy. Đồng thời là YouTube bị phạt 170 triệu đô la liên quan đến cái cuộc điều tra này. Thì trong tuần trước, mình có thông báo với các bạn ở trong nhóm Việt YouTubers rằng YouTube vừa hoàn thiện cái nền tảng web cho YouTube Kids, mà mình vẫn hay nói đùa với các bạn là đấy, người ta đã dọn nhà xong xuôi rồi đấy, bây giờ chỉ chờ ngày chuyển sang thôi. Thì đến tuần này có thêm thông báo là sẽ ngừng phân phát những cái quảng cáo cá nhân hóa này để tuân thủ theo cái án phạt của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ. Cũng như trong các cái clip trước mình nói về việc quảng cáo cho kênh YouTube của bạn ấy, thì mình đã nhắc đi nhắc lại rằng cái việc quảng cáo mà không định hướng nó rất là lãng phí và nó không đạt được một cái hiệu quả gì cả. Dân làm marketing, dân làm quảng cáo chuyên nghiệp đều biết rằng trong hầu hết các trường hợp thì khi quảng cáo, các bạn phải cá nhân hóa cái quảng cáo của mình thì sản phẩm, cái ý tưởng của bạn mới đến được chính xác người dùng. Chẳng hạn như nếu bạn có một sản phẩm về slime chẳng hạn, thì nếu bạn cá nhân hóa cái quảng cáo đó bằng cách là chỉ đặt quảng cáo của mình trên các cái video có chủ đề là slime, thì cái việc bán hàng của bạn chắc chắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc bạn quảng cáo lung tung một cách không có định hướng. Vì vậy mà khi cái chính sách ngừng phân phối quảng cáo cá nhân hóa này đưa ra, thì rõ ràng là sẽ có một làn sóng tháo chạy của các nhãn hàng, các công ty ra khỏi nội dung trẻ em. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là nội dung trẻ em sẽ có ít quảng cáo hơn, đồng thời các quảng cáo ở trên đấy cũng sẽ chất lượng thấp hơn, giá rẻ hơn. Nói chung là CPM của nó sẽ hoàn toàn giảm xuống. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta chả có thể làm gì được trong tình huống này cả. Cái này là người ta áp đặt chúng ta, YouTube áp đặt chúng ta, mà YouTube cũng không muốn như thế. Đây là Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ, tức là định chế pháp luật, người ta áp đặt lên cho YouTube thì YouTube bắt buộc phải làm theo thôi. Vậy thì điều chúng ta có thể làm trong phạm vi của chúng ta là: một là suy nghĩ những cái hướng tìm thêm những cái nguồn doanh thu mới ở ngoài quảng cáo cho kênh YouTube của mình. Các nguồn doanh thu đó có thể là: thứ nhất là bán hàng, bán sản phẩm của riêng mình. Nếu kênh bạn làm chẳng hạn như làm về thủ công mỹ nghệ chẳng hạn, các bạn bán những cái sản phẩm mà bạn làm ra ở trên kênh. Thứ hai là các bạn có thể bán những sản phẩm của người khác ở trên kênh của mình. Cũng giống như khi các bạn thấy người ta lên Facebook, người ta livestream để bán hàng thôi. Bây giờ bạn có YouTube là cổng marketing cho mình, các bạn có thể lên những website như Printup chẳng hạn để đăng ký tài khoản và bán những sản phẩm do Printup sản xuất, hoặc là làm bán hàng bằng tiếp thị liên kết, vân vân và vân vân. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là các bạn cũng
bắt đầu nên suy nghĩ về việc lập một kênh YouTube thứ hai, làm về một chủ đề khác, làm về một chủ đề người lớn chẳng hạn, để tránh đi cái nội dung trẻ em này. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber chúng ta, tự hào sáng tạo.